Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính có trong bản tin thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 9 tháng 2. Thanh niên huyện Vĩnh Hưng tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Thành phố Hồ Chí Minh từng bước dâng tầm cao với những công trình mới. Phản ánh của phóng viên Khánh Ly và Minh Quang trong nội dung phần tin trong nước hôm nay. Tin thế giới, Liên Hiệp Quốc cho rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng đang ở thế phòng thủ và khủng hoảng tài chính nặng nề. Thưa quý vị, năm 2016, huyện Bến Lức có hơn 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 99 trên 101 khu dân cư đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và giữ vững danh hiệu, 6 xã và 5 cơ sở thờ tự đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, các xã thị trấn đã xây dựng được hương ước, quy định khá đầy đủ mọi hoạt động phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, được nhân dân tham gia bàn bạc thống nhất. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân đều nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ. Bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương và một số cơ quan, hàng năm Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đều tổ chức sơ kết đánh giá để kịp thời biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích, khắc phục ngay những vấn đề nảy sinh. Tăng cường củng cố khối đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Dịp Tết Đinh Dậu 2017, huyện Cần Đước đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chăm lo Tết cho các trường hợp gia đình chính sách, cũng như các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi người dân trên địa bàn huyện đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Theo đó, toàn huyện đã chi trả trợ cấp Tết của tỉnh và Trung ương gần 5.000 đối tượng chính sách và người có công với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng với số tiền 25 triệu đồng, trợ cấp cho hơn 900 hộ nghèo với tổng kinh phí là trên 450 triệu đồng và thăm tặng quà 85 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách với số tiền hơn 40 triệu đồng. Song song đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn đột xuất tháng 1, tháng 2 năm 2017 với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Phối hợp với đoàn cán bộ cánh tay Nam quận 3 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, tiếp nhận trả cấp 200 phần quà của quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm chúc thọ 200 người cao tuổi với tổng số tiền trên 190 triệu đồng. Ngoài ra, các xã thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài huyện hỗ trợ, thăm hỏi và trao tặng trên 12.000 phần quà với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin luật nghĩa vụ quân sự, nên nhận thức của người dân, nhất là tầng lớp thanh niên ở các xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng về luật nghĩa vụ quân sự ngày càng được nâng lên. Từ đó, ngày càng có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và mùa tuyển quân năm nay cũng vậy. Thanh niên Nguyễn Minh Đức sinh năm 1995, ngủ tại ấp Sài Văn, xã Vĩnh Trị, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành công nghệ ô tô vào giữa năm 2016 và có việc làm ổn định. Tuy nhiên, hay tin bản thân được nằm trong diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Minh Đức đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong năm 2017 này. Được tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân và đóng góp một phần công sức của mình bảo vệ Tổ quốc cũng là mong muốn bấy lâu nay của Đức. Khi nhận được lệnh gọi của nhà nước nhập ngũ thì em sẵn sàng đi nhập ngũ vì em nghĩ đây là nghĩa vụ của một người nhân dân đối với đất nước. Vào đó vào quân đội mình có thể rèn luyện cũng như đạo đức và các cách tác phong làm việc của mình để gọn gàng ngăn nắp. Nếu có điều kiện thì em cũng xin đăng ký phục vụ lâu dài để phục vụ đất nước, có một phần sức nhỏ của em vào tương lai cho đất nước mình phát triển. Ba của Đức hiện là bí thư chi bộ ấp Sài Văn, xã Vĩnh Trị, cũng từng đứng trong hàng ngũ bộ đội Cụ Hồ. Tôn trọng quyết định của Đức nên cả gia đình đã đồng tình ủng hộ, động viên Đức cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ. Bản thân gia đình thì cũng không có gì cả, vì đây là cái nghĩa vụ của các anh thanh niên. Đối với đất nước thì chúng tôi, cha mẹ thì cũng rất sẵn sàng cho con vui vẻ nhập ngũ thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Nếu mà vào quân đội thì có điều kiện để cho cháu phát triển được cái nghề cháu đi học mà phục vụ lâu dài cho quân đội thì gia đình chúng tôi cũng rất sẵn sàng.
Những tấm gương tình nguyện như Minh Đức đã góp phần để Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Trị, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chỉnh Hưng hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và trình độ, cùng với mong muốn các thanh niên sẽ giữ vững lập trường, không ngừng rèn luyện phấn đấu và trưởng thành trong môi trường quân đội, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, trở thành những quân nhân tiên phong, gương mẫu. Có em Nguyễn Minh Đức đã tốt nghiệp cao đẳng, cũng tham gia tình nguyện phục vụ trong quân đội, có được kết quả như trên thì trước hết có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của đảng ủy, ủy ban nhân xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể xã, rồi ý thức, nhận thức của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nguyễn Minh Đức là một trong 7 thanh niên của xã Vĩnh Trị sẽ lên đường nhập ngũ vào ngày 15 tháng 2 tới, cùng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản tin tiếp nối với phần tin trong nước. Thưa quý vị, với nhiều công trình giao thông quy mô lớn được thực hiện và đưa vào sử dụng, trong những năm gần đây, diện mạo của thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thay đổi theo hướng hiện đại, quy củ và đẹp hơn. Chính nhờ sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình quan trọng mang ý nghĩa đột phá cả về kinh tế lẫn xã hội, giúp thành phố Hồ Chí Minh từng bước vươn tầm cao mới, khẳng định vai trò ở trong nước cũng như trong khu vực. 5 năm trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm, trong đó tiêu biểu như đại lộ Võ Văn Kiệt, hầm vượt sông Sài Gòn, cao tốc Long Thành - Dầu Dây, đại lộ Phạm Văn Đồng đã không chỉ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong nội đô mà còn giúp việc luân chuyển hàng hóa thuận lợi, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đẩy mạnh liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phía Nam. Các công trình giao thông cũng đang từng bước khiến cấu trúc đô thị và diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại hơn. Giá trị tích cực được mang lại từ những công trình không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà cùng với đó còn là sự hài lòng của người dân thành phố khi chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện. Từ khi mà chúng ta có các công trình trọng điểm về mặt giao thông, cầu, đường, các tuyến đường, thì có thể gần như thay đổi, thứ nhất thay đổi diện mạo đô thị cái đó. Là chúng ta thấy hình thành nhiều cái không gian mới, những khoảng trống mới, mà thấy một cái thể hiện lần lần cái diện mạo văn minh của cái đô thị. Tôi nghĩ rằng là các cái công trình giao thông trong những cái thời gian qua được thiết lập và hình thành nên thì nó đã giải quyết được phần nào những cái khó khăn đó. Những công trình giao thông huyết mạch đã phát huy tác dụng mạnh trong việc giảm gánh nặng cho tuyến quốc lộ 1 và chống ùn tắc giao thông cho khu vực cửa ngõ phía đông, cửa ngõ phía nam của thành phố. Mặc dù kẹt xe vẫn đang là vấn nạn nan giải, gây nhức nhối trong cuộc sống người dân, song hiệu quả của những công trình giao thông mới đưa vào sử dụng trong việc kéo giảm kẹt xe đã được ghi nhận trong xã hội. Thì thành phố cũng như là tất cả các cái đơn vị liên quan đấy, các chủ đầu tư ấy, là đã rất cố gắng và đã có nhiều cái tập trung để đầu tư vào những cái công trình trọng điểm và có tính chất là xương sống, bức xúc mà giải quyết được cái vấn đề cái ùn tắc giao thông của thành phố. Nếu như mà các cái hệ thống giao thông mà tiên tiến và nó thuận lợi hơn được xây dựng thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tương đối an toàn hơn và cái áp lực giao thông trong cái cuộc sống của con người nó sẽ giảm dần đi. Còn đây là những hình ảnh của công trình metro tuyến đường sắt trên cao số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chỉ vài năm nữa thôi, đây sẽ là cung đường trên cao hiện đại giúp việc đi lại của người dân từ khu vực cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố được nhanh chóng hơn, đồng thời sẽ giảm bớt áp lực lưu thông cho xa lộ Hà Nội và các đường dưới mặt đất. Đã hình thành được cái tuyến trên cao thì và cái tuyến ngầm thì hiện nay đang thi công tiếp tục mấy cái nhà ga ngầm để năm 2020 có thể đưa vào khai thác. Bà con cũng trông chờ cái đường tiến đường metro Suối Tiên để cho bà con ta đi lại cho nó thuận tiện hơn. Quý vị và các bạn, ngay từ những ngày đầu năm mới 2017, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, các nhà thầu và lực lượng kỹ sư công nhân đã quyết tâm tăng tốc thi công, khắc phục các vướng mắc khó khăn nhằm tập trung hoàn thành kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh, Metro Bến Thành Suối Tiên. Đến thời điểm hiện tại thì dáng dấp của tuyến Metro đầu tiên đã hiện rõ. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang không ngừng phát triển.
Chính bằng những công trình giao thông, những dự án đã và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình mạnh mẽ hơn, vươn tầm cao để tương lai không xa, thành phố sẽ thực sự là một trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á.